các chị ơi, mẫu mới về rất là nhiều nha các chị. Đây em có vòng nè, vòng về đủ kiểu luôn, bi. Rồi con cóc ngậm tiền nè, lắc tay em về full luôn, full quầy luôn nha các chị. Lắc tay, lắc chân, lắc nam. Lắc chân em cũng mới vừa về luôn nha các chị ơi. Nhiều mẫu số lượng có hạn lắm á các chị, nên thích mẫu nào là ghé bên em liền nha, hoặc là chốt đơn inbox cho bên em nha. Lắc chân đừng có lấy ngôi sao phải không? Ờ, toàn những mấy mẫu xinh xinh thôi các chị ơi. Lấy chiếc lá được không? Bây giờ á, bà chọn cái này tặng cho bà sợi nha. Đây khô lô mới các chị ơi, toàn mẫu đẹp thôi luôn nha. Mấy cái mẫu này là hộp cao cao nè. Ê bà Trang, mua tiệm vàng của chị cho chị bạn tôi đi. Đây, chị bạn đây dạ. Rất là dễ thương. Đó. Ê Trang, bây giờ mới, năm mới phát tài nha chị ơi. Đó, ê, ê, dễ thương lắm luôn. Này nè Trang, mấy cái mẫu này có lượng nó nhẹ thôi các chị, đó hơi bị xinh luôn, tầm khoảng 7-8 phân thôi các chị, 7-8 phân thôi mà nó hoành tráng vậy luôn á, mà hộp nó cao mà nó rất là sang nè, đủ kiểu luôn nha. Đây em có đủ luôn nè, cái đai nhỏ nè, cái mẫu của chị nè, đây qua đây em lấy cho mình coi nha, đi vòng qua đây, cái này là con giống cái đít của chị nè. Em ra đây em like cho mấy chị coi cho nó dễ nha. Đây. Đó rất là xinh các chị ơi. Mấy chị mà thích hộp to to là không thể bỏ qua mấy cái mẫu này luôn á. Hiện tại em có đủ size luôn ha. Ra tha hồ lựa luôn, cứ lựa vừa tay là mình lấy thôi. Không cần phải lăn tăn gì nữa hết đó, đủ kiểu luôn nha. Mẫu này nó làm theo mấy kiểu xoàn này các chị. Quá trời xinh luôn. Cái đai bên hông nó làm là nhìn sang ghê không các chị. Tầm khoảng 1.2 trở lên thôi. Bên hông nè. Nó làm thêm cái hàng hạt nữa. Rất là xuất sắc luôn nha. Bông hoa nè. Trời ơi đeo cực kỳ dễ thương luôn nha. Rồi em like nhá hàng cho mình như vậy, vài mẫu như vậy nha. Rồi chị nào mà ở gần thì tranh thủ ghé vào bên em ạ. Mình cố gắng ghé được trong ngày hôm nay nha, hôm nay là ngày cuối cùng chị, mà hàng mới lại về nữa. Lắc mới cũng dễ chị, mình lắc nhiều lắm á. Dạ.
cái nhẫn này không? Vậy đợi bé một xíu nha. Ai cái mẫu mà có cham toàn ten nè các chị. Thôi bị xinh luôn. Ngày hôm nay bên em là nè, cực kỳ xinh luôn. 10% tiền công. Nè bi, bi tầm chưa đến 1 chỉ. 9 phân máy 1 chỉ. Lắc xoắn chờ nè, đây nè, thấy nè, góc nè. Nhẫn quá trời đẹp mà chế không được của khác nữa hả? Chị coi là chị thích mỗi chiếc đó chị chạy ra liền luôn á. Coi cái chiếc này khối lượng tầm khoảng nhiêu để báo cho khách. Cái này là mỗi 1 chỉ. Trời. Nè xoắn chờ neo rất là đẹp luôn nha các chị ơi. Mấy mẫu này mảnh nhẹ mình rất là dễ đeo. Cái này em có một cái duy nhất nè, phó hạt bẹt nè. Nè các chị, cái mẫu này toàn ten nè. Cham quá trời cham luôn nè các chị ơi. Bi này nó là mảnh mảnh lắm nên nhẹ đeo lắm chứ không có sợ bị nặng đâu nha các chị. Cái khối lượng mình rất là dễ đeo luôn á. Lắc cỏ bốn lá đúng không? Đợi em chút nha, mời em bác lắc cỏ bốn lá cho mình xem. Mẫu này cũng đẹp nè các chị ơi. Trời, mẫu này mà không hốt liền là tiếc lắm luôn á. Nè, mẫu này là một chiếc á mà nó phối liền, nó phối vô như vậy á. Đem nó thầm thầm xuống xinh lắm luôn. Mẫu ngọc trai của chị Thúy Vân hỏi nè, để em coi thử nha. Mẫu ngọc trai, mẫu này tầm khoảng 1.8 chỉ. Mẫu này tầm 1.8 chỉ nha chị. Rồi ok, vừa luôn rồi. Để nha. Ô hên vậy. Mẫu này là 6.7 triệu. 6.7 triệu 16 các chị. Nói chung là tầm khoảng 6.8 triệu đi. Trong khoảng đó. Tại cái mình nãy mẫu này là 1.8 nha. Đó, rất là xinh. Mẫu này nó phối bi ba màu nữa nè mà còn phối hộp chai nữa. Hơi bị sang luôn các chế ơi. Cái này đúng không nè? Ok. Cái này chưa. Ok, đưa vô luôn. Mâm nào để nguyên mâm đó là được rồi. Các chị ở đây nha. Quan đi đâu nha, em còn đang khui hàng cho mình á.